Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt thực hiện bởi anh Nguyễn Thành Công với dịch giả Trần Lương Ngọc nhằm tìm hiểu về cuốn sách Cuộc chạy đua Marathon 100 năm của Trung Cộng trong âm mưu tranh ngôi bá chủ thế giới. Chương trình phỏng vấn gồm hai phần phần 1 giới thiệu về cuốn sách và tiến trình thực hiện và phần 2 sẽ nhận định chi tiết hơn về nội dung cuốn sách. Để mở đầu, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi phần 1. Với thành công, xin trân trọng kính chào quý vị. Trước tham vọng bá chủ thế giới của giới lãnh đạo Bắc Kinh và hiểm họa Việt Nam trước bờ diệt vong bởi Trung Cộng, phong trào Việt Hưng vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 11, đã ra mắt cuốn sách Cuộc đua Marathon 100 năm nhằm đưa ra ánh sáng về sách lược bí mật dài 100 năm trần ngôi bá chủ thế giới của Trung Cộng. Đây là cuốn sách được chuyển ngữ bởi dịch giả Trần Lương Ngọc từ tác phẩm The Hundred Year Marathon của Michael Grisberry là cuốn sách bán chạy nhất và đã được dịch sang tiếng Đại Hàn, Nhật, Đài Loan, Mông Cổ và Ấn Độ. Được biết, dịch giả Trần Lương Ngọc là chuyên viên kinh tế tốt nghiệp tại University of Melbourne, Úc và Carlton University, Yanada Đại đã dịch một số tác phẩm về kinh tế, chính trị và quản trị. Ông cũng là giảng viên tiếng Việt cho nhân viên Bộ Ngoại giao Yanada gia Đại và thông dịch viên cho những buổi họp cao cấp giữa Yanada Đại và Việt Nam. Hiện ông và gia đình đang cư ngụ tại Ottawa, thủ đô Canada. Tại phòng thu hình của SBTNDC DC -VATV, chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với dịch giả Trần Lương Ngọc, hầu tìm hiểu về cuốn sách Cuộc đua marathon 100 năm của Trung cộng nhằm tranh ngôi bá chủ với Hoa Kỳ. Xin trân trọng kính chào dịch giả Trần Lương Ngọc. Đã, kính chào ông, kính chào quý vị khán giả. Dạ. À, thưa ông, xin ông có thể nào cho biết những đặc điểm mà ông tìm thấy trong cuốn sách cuộc đua Marathon 100 năm của uh, tác giả nguyên bản Michael Pillsbury và nó có những giá trị gì đối với Việt Nam và Đông Nam Á Châu trước âm mưu thông tính của Trung Cộng, thưa ông? Dạ, thưa cuốn sách của Michael Pillsbury được xuất bản năm 2013. Dạ. Yeah. Thì vào thời gian đó đó là cái chính sách của Mỹ để mà chống lại Trung cộng hiện nay đó nó chưa có được phổ biến rộng rãi như bây giờ. Và tôi nghĩ rằng là vào thời gian đó đó cái cuốn sách này đã đánh tiếng chuông đầu tiên để cho tất cả mọi người chú ý tới về những các âm mưu và những các chiến lược uh, của Trung cộng để muốn làm bá chủ thế giới. Yeah. À, thưa ông, cơ duyên nào mà ông biết đến cuốn sách và điều gì khiến ông nỗ lực dịch thuật và thực hiện xuất bản cuốn sách trong vòng nhiều năm như vậy, thưa ông? À vâng, thưa, tại vì là khi có người bạn của tôi gửi cho tôi một cái tựa của cuốn sách đó, thì tôi thấy ừ, và tôi tôi có xem lại trên mạng thì thấy đó là một cuốn sách đang bán chạy nhất trong năm 2015, thì tôi đọc sách và tôi thấy rằng là cuốn sách đó, đó đã chia sẻ những cái kiến thức mà chúng tôi thấy rất là thiết thực và chúng tôi thấy là cần phải làm sao cách nào để chuyển những kiến thức đó cho những người Việt Nam chưa dành tiếng Anh nhiều và do đó tôi quyết định dịch cuốn sách đó thì lúc bây giờ đó là phong trào Việt Hưng do tiến sĩ Nguyễn Võ Lăng uh, đang được vừa trình bày với lại các uh, trên các diễn đàn Thì tôi có nhờ tiến sĩ Trương Công Hiếu Để liên lạc với lại tiến sĩ Nguyễn uh, Võ Long Để xem rằng là phong trào Việt Hương uh, Có nhận để đỡ đầu cho cái cuốn sách đó không Thì lúc bây giờ là tiến sĩ Nguyễn Võ Long Và tiến sĩ Trương Công Hiếu uh, Rất là sốt sáng vào chuyện đó Thế là tôi bắt đầu uh, bắt tay vào làm việc yeah. uh, Thưa ông Xin ông có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả những cái gian nan mà ông đã trải qua và trong suốt bao nhiêu lâu để mà cuốn sách này được hình thành và gọi là phổ biến đến quý vị đồng bào đồng hương trên khắp nơi trên thế giới vậy. Đó. Vâng, thưa cái gian nan thì cũng không, hẳn là gian nan nhưng mà có những khó khăn thì đúng hơn. Là vì trước hết đó là việc phương diện kỹ thuật đó khi mà dịch hay là viết cái gì là mình phải biết đánh máy còn tôi thì tôi lại chỉ đánh máy có hai chữ, hai ngón thôi. Thành ra là đó là một cái khó khăn đầu tiên của tôi về phương diện uh, kỹ thuật. Nhưng mà cũng may là tôi có một số uh, những người bạn họ đã đánh máy giỏi và họ đã đồng ý, là, là đề nghị với tôi là cứ việc đọc, ghi âm vào MP, MP3 rồi gửi tới cho họ. Rồi họ căn cứ vào đó, họ đánh máy. Nếu mà không có những người đó giúp đỡ thì thời gian nó rất rất lâu đó là cái, cái cái cái, khó khăn đầu tiên mà chúng tôi gặp phải và cái khó khăn thứ hai nữa là sau khi mà chúng tôi đã dịch xong tức là mất khoảng độ chừng sáu bảy tháng thì chúng tôi đã tiến hành cái công việc mà ừ, xin tác quyền của tác giả thì mới đầu chúng tôi cũng tưởng là việc xin, xin tác quyền thì cũng làm việc rất là giản dị thôi bởi vì rằng là một tác giả mà viết cuốn sách ra mà để có những người khác người dịch ra thì đó là một cái điều mà họ rất là hoan nghênh thế nhưng mà vì lý do nào đó chúng tôi liên lạc với hết tất cả những các đại lý này đại lý kia thì họ đặt ra những điều kiện thế này họ đặt ra những điều kiện thứ kia ừ, rất là phức tạp đến nỗi trường Công Hiếu là người phụ trách về vấn đề và xin tác quyền là đã phải dành rất nhiều thì giờ và dành rất nhiều cái sự khéo léo về thương lượng của tiến sĩ mới đạt được tới và do đó là cái quá trình mà xin được tác quyền đó là có lẽ lâu hơn là cái quá trình mà tôi dịch cuốn sách đó là cái khó khăn thứ hai đến lúc khó khăn thứ ba là khi chúng tôi dịch xong rồi thì có hai nhà xuất bản trước kia họ đã nhận là họ sẽ xuất bản cho chúng tôi đến lúc tiến sĩ Long liên lạc với họ thì họ bảo là với lại phải gửi cho họ bản thảo để họ đọc trước rồi sau đó họ từ chối luôn thì tôi chúng tôi cảm thấy rất là là bối rối tất cả mọi sự xong rồi mà chỉ còn giống như là ra cát lượng hồi xưa chỉ đợi có gió đông thổi thế để để mà đánh thuyền phải có gió đông phải có nhà xuất bản thì mới phát hành được thấy may quá tôi đi lang thang trên mạng tôi thấy nhà xuất bản Nhân ảnh, tôi gọi cho nhà xuất loại nhân ảnh thì may quá gặp được nhà văn Lê Hân đã giúp đỡ, giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi thấy thuận buồm xuôi gió. Thế là chúng tôi có đủ cả ba yếu tố và bắt đầu chúng tôi thẳng tiến. Dạ. À, thưa ông, xin ông cho biết tính từ ngày ông bắt đầu khởi sự dịch thuật cho tới lúc mà tác phẩm được hoàn thành để mà à, xuất bản là mất hết bao nhiêu lâu vậy thưa ông? Dạ vâng. Tôi có ghi rất rõ cái ngày, cái tháng và tôi nhìn thấy cuốn sách đầu tiên cho đến ngày ngùng, uh, mùng 9 tháng 11 là ngày hôm nay mà uh, chúng tôi ra mắt sách đó là đúng 669 ngày và cuộc marathon của bộ bốn chúng tôi cũng là một cuộc marathon rất đáng kể ở trong cái tầm mức xuất bản của chúng tôi. Dạ vâng. Dạ thưa ông Ờ uh niềm mong muốn của ông với người Việt trong nước và trên thế giới tự do đón nhận cuốn sách chuyển ngữ này như thế nào và cuốn sách này theo ông nó sẽ giúp được gì cho người Việt góp phần vào cái nỗ lực mà đuổi tàu cứu nước về thưa ông? Dạ, thưa, cuốn sách của ông Winsbury <laughs> đó là như tôi nói hồi nãy trong hai năm liền là những cuốn sách bán chạy nhất tại Mỹ vào năm 2014 và 2015 và đồng thời đó cuốn sách đó đã được dịch sang uh, tiếng ấn độ tiếng đại hàn tiếng mandarin đài loan tiếng mandarin trung quốc và tiếng nhật và đặc biệt đó là cuốn sách đó bản dịch mandarin trung quốc đó là tài liệu đọc bắt buộc dành cho chương trình huấn luyện các sĩ quan cao cấp của trung quốc và tại biên Mỹ đó là cuốn sách đó cũng là trong danh sách những bảng tài liệu cần phải đọc dành cho lớp huấn luyện của các sĩ quan của của Hoa Kỳ thì chúng tôi thấy rằng là đối với một cuốn sách như vậy nó có liên quan tới Trung Quốc mà Trung Quốc là nước láng giềng lớn nhất của các nước Đông Nam Á và hiện nay Trung Quốc cái vấn đề mà cái mưu toan xâm uh, lấn của Trung Quốc đã quá rõ rệt rồi cho nên là những nước Đông Nam Á đang cần một giải pháp để có thể chống lại cái 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 mưu đó, cho nên cuốn sách này chúng tôi chúng tôi thấy rằng là rất 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 là hợp thời và rất được những cái dân Đông Nam Á nhất là dân Việt Nam của chúng ta chú ý tới và tôi thấy rằng là chúng tôi cần phải chia sẻ những kiến thức đó với những người Việt Nam mà chưa tiếng Anh chưa được vững lắm, vì như vậy nó sẽ giúp để họ có một cái ý thức rõ rệt hơn về cái chiến lược trường kỳ của Trung Quốc. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị khán thính giả và xin kính mời quý vị đón xem phần 2 nhằm tìm hiểu sự phân tích và nhận định của tác giả Michael Pillsbury về âm mưu cuộc chạy đua marathon 100 năm của Trung Cộng. Xin chân thành cảm ơn ông Trần Lương Ngọc với sự cống hiến quý báu của ông trong việc chuyển ngữ cuốn sách có giá trị và hữu ích này. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin cảm ơn ông. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Tường Vi kính mời quý vị theo dõi phần 2 của chương trình phỏng vấn đặc biệt được thực hiện bởi anh Nguyễn Thành Công với dịch giả Trần Lương Ngọc nhằm nhận định và phân tích nội dung của cuốn sách Cuộc chạy đua Marathon 100 năm của Trung Cộng và tìm hiểu về hiểm họa bắt thuộc của Việt Nam nằm trong tham vọng bá chủ thế giới của Trung Cộng. Thưa dịch giả Trần Lương Ngọc, sau hai thế chiến và chiến tranh lạnh, đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ phải đối đầu với Trung Cộng là một cường quốc Á Đông với nền văn hóa, hay là bề dày lịch sử và cả một cái chính sách chính trị hoàn toàn khác biệt nếu không nói là đối nghịch vậy thì thưa ông xin ông cho biết qua cuốn sách The Hundred Years of Marathon ông có tìm thấy được tác giả Michael Pillsbury đã có những cái hiểu biết và lượng định tinh tế và chính xác về đường đi về chiến lược của trung cộng trong tham vọng báo chủ thế giới không thưa ông vâng, vâng. thưa ông Michael Pillsbury đó là người rất thông thạo tiếng mandarin. Ông ấy đã từng khi còn trẻ đó, ông đã được gửi sang Đài Loan để học hai năm tại một trường đại học Đài Loan, và chỉ có một thầy một trò thôi để mà học để học để học một tiếng mandarin. và do đó đó là ông ấy rất thông thạo tiếng mandarin. ông ấy có thể diễn văn bằng tiếng mandarin được và đồng thời đó ông cũng đọc rất nhiều về các lịch sử văn hóa uh, của Trung Quốc. Cho nên là trong sách của ông ấy tôi thấy ông ấy dẫn chứng rất nhiều về uh, các điển tích trong Tam Quốc rồi chắc các điển tích thời Chiến Quốc sách rồi ông ấy nói về uh, binh pháp uh, Tôn, tôn Tử và ông ấy dẫn chứng uh, những cái đặc tính của các vai chính trong các chuyện và của các, các bản tuồng của trung quốc rất là rõ ràng cho nên là uh, người đọc uh, cảm thấy rất là thú vị và riêng bản thân của tôi đó khi mà uh, tôi dịch ra thì tôi thấy có một đoạn ông nói tới cái vấn đề mà uh, tào tháo và lưu bị luận anh hùng thì tôi thấy bản tiếng anh cũng rất hay nhưng mà nó có mường tượng theo một cái đoạn văn nào đó mà tôi đã đọc rồi tôi chợt nghĩ ra đó là một cái đoạn văn uh, của uh, về tam quốc của uh, la thái trung thì cho nên tôi tìm cuốn sách đó tôi so thấy ra tôi thấy là ông dùng như vậy tôi cũng lấy luôn một đoạn trong vẫn uh, tam quốc tôi để vào thành ra là nếu quý vị đọc tới tới đó, đó thì quý vị có cảm tưởng là quý vị đang đang đọc Tam Quốc, chứ không phải là đọc Michael Pinsbury. Việt Nam nói riêng, đã và đang chống chọi với cái áp lực thông tính của Trung Hoa cả ngàn năm, mà bây giờ người gọi là Trung Cộng. Thì những chiến thuật xâm lấn Biển Đông, như là Hoàng Sa, Trường Sa, chiếm lấn tài nguyên quốc gia trong chính sách một vòng đai một con đường, hay là kế hoạch đặc khu tự trị 99 năm tại những vị trí chiến lược với sự tiếp tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa ông, nó có nằm trong những cuộc chạy đua 100 năm mà tác giả Michael Pillsbury trình bày trong cuốn sách không thưa ông? Dạ có, vâng. Thưa, tất cả những cái chiến lược mà chúng ta được biết rõ bây giờ đó, thì trong cái cuốn sách của ông Michael Pillsbury mà ông xuất bản năm 2013 đó, là ông đã nói tới rồi. Tất cả những vấn đề chẳng hạn như là cái vấn đề mà Trung Quốc mà muốn giành cái chủ quyền ở Biển Đông, và những cái vấn đề mà trung quốc dùng cái, cái chiến lược vòng đai và con đường để mưu toan khống chế và chế ngự những các quốc gia được trung quốc tài trợ bằng uh, kinh tế và đồng thời đó là những cái mưu toan mà trung quốc muốn đặt những căn cứ từ uh, đông nam á qua thái bình dương rồi qua tới eo biển địa trung hải thì ông Pinsuri đã nói ở trong đã phát họa ở trong cái cuốn sách của ông về cái chiến lược mà Trung Quốc muốn đặt một vòng đai an toàn để bảo đảm cho sự phát triển và sự hùng cường của Trung Quốc. Gần đây, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross công bố chính phủ Donald Trump sẽ đương đầu với Trung Cộng để giải thoát Á Châu ra khỏi tầm ảnh hưởng của chính sách một vòng đai một con đường. Thì thứ ông, Kế hoạch này có nằm trong chiến lược mà tác giả Michael Pinsbury trình bày trong cuốn sách không thưa ông? Dạ, cũng trong cái đề nghị của ông Pinsbury cũng có đề cập tới vấn đề đó. Và trong cái cuốn sách của ông Pinsbury, ông cũng có nói rằng là cái chủ đích và cái ẩn ý của Trung Quốc là muốn dùng cái chương trình một vòng đai một con đường để dùng kinh tế và dùng vay nợ để nô lệ hóa những nước mà vay tiền của Trung Quốc do đó, đó là trong cuốn sách của ông Pencere ông cũng có đề nghị rằng là Hoa Kỳ và các nước tây phương phải đưa ra một chính sách phát triển tương tự như vậy nhưng với những cái điều kiện uh, công bằng hơn và minh bạch hơn và không có ác ý là ép cái người mà cái nước mà trong vay tiền đến nỗi mà họ phải vỡ nợ mà phải bán lại cái cái căn cứ này cho mình thì ông mới nói rằng là những là những cái điều với những điều kiện như vậy đó thì uh, Mỹ và các nước tây phương uh, sẽ chiếm lại được sự cảm tình và sự ủng hộ uh, của những các nước đang phát triển. Dạ vâng. Và dạ thưa ông, trong vị trí của một người dịch giả gốc Việt, thì theo ông qua cái cuốn sách này, những người Việt mà lưu tâm với vận mệnh đất nước có thể nào rút tỉa được gì từ cái cuốn sách? để có thể góp phần hữu hiệu trong bổn phận bảo vệ đất nước và khỏi hiểm họa của Trung Cộng không thưa ông? Dạ vâng. Thưa, cái điểm mà tôi thấy rất là rất ích lợi trong cuốn sách đó là ông Pinsbury trước hết là ông ấy chia sẻ với chúng ta tất cả những kiến thức của ông ấy đã biết về những các cái quá trình phát triển của cái sách lược của Trung Quốc và đồng thời là những cái mưu toàn của Trung Quốc trong tương lai. Và do đó đó, trong khi đó đó, trước khi có cuốn sách của ông Pinsbury thì những tài liệu đó cũng vẫn có nhưng mà nó lẻ tẻ ở khắp nơi và chúng ta không có một cái nhìn khái quát về vấn đề. Cho nên là khi một cuốn sách của ông Pinsbury đưa ra với những các điểm như vậy và trong một tài liệu duy nhất đó nó khiến cho chúng ta có một cái nhìn chiến lược rất là rõ ràng và chi tiết. Thì chúng tôi nghĩ rằng là như là ông Pinsbury cũng lại dẫn chúng uh, binh pháp tôn tử là biết mình biết người trăm trận đánh trăm trận thắng thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ những kiến thức mà ông đã chia sẻ với chúng ta để chúng ta có thể hiểu hiểu rõ hơn về vấn đề và chúng ta có thể có đủ sức mạnh về kiến thức và tinh thần để chống lại cái âm mưu và bành trướng của Trung Quốc. Yeah. À, xin chân thành cảm ơn dịch giả Trần Lương Ngọc. Xin, xin cảm ơn ông. Xin kính chào quý vị. Yeah. Kính thưa quý vị, phần tìm hiểu về cuốn sách Cuộc đua Marathon 100 năm, sách lược bí mật của Trung Quốc nhằm tranh ngôi bá chủ thế giới của Hoa Kỳ với nguyên tác là tác giả Michael Pilbury và được chuyển ngữ bởi dịch giả Trần Lương Ngọc. Đến đây xin chấm dứt. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.